Trong thời gian là phải giãn cách ly xã hội, cho nên là khiến công việc của nhiều người bấp bênh, nhiều người cũng phải thay đổi công việc. Chị là chị không thích bán đồ ăn uống vì vất vả, mệt, với lại là sợ hàng tồn, mình phải hay ăn. Cho nên là trong thời dịch nghĩ là phải làm thế nào để thứ nhất là mình phải có cái thu nhập, mà thứ hai là mình phải đáp ứng được cái nhu cầu xã hội thời dịch. Vì thời dịch người ta không có tiền, cho nên là chị nghĩ là mình sẽ bán một cái tủ bánh mì. Vì bán bánh mì ấy, là trước khi đến mua bánh mì buộc người ta là phải giãn cách xã hội, người ta phải giãn cách 2 mét, đeo khẩu trang. Vì bánh mì là cái phương tiện mà dễ nhất, là thứ nhất là chỉ được mang về, không được ngồi ăn. Thứ hai nữa là giá thành rẻ, chỉ 10.000 hoặc 12.000 là cái người nghèo nhất không có tiền là người ta cũng có thể ăn được. Và chị suy nghĩ đến trong cái thời gian dịch là trước đó đợt dịch thứ nhất nhưng mà chưa dám làm, xong mà tiếp tục đợt dịch thứ hai xảy ra, cho nên là đợt dịch thứ hai chị quyết định là chị bán bánh mì. Đến cái ngày cuối cùng của giãn cách xã hội chị mới bắt đầu dám bán. Mà cái nghề chị chưa bán bao giờ, chưa làm bao giờ, tự làm tự bơi kêu kệ, nó biết đến thế nào thì đến, thôi thì cứ bắt tay vô làm, chả biết là thế nào, nhưng mà ai ăn cũng khen ngon. Chị là ngày xưa là chị dở về cái phần ăn uống, là mà giờ mà bán đồ ăn chả biết thế nào, thế vậy mà cũng làm được. Vâng, ví dụ như mà nếu mà mai mốt mà hết dịch trở lại thì mình bán song song cùng với đồ hàng quần áo luôn, còn không thì chị lại quay lại bán đồ quần áo. Nhưng mà bây giờ chị thấy là thời điểm bây giờ là thấy nghe nói là có vaccine, bao nhiêu người Việt Nam mình cũng đã nghiệm rồi, là chị thấy cũng yên tâm, cho nên là chị đang muốn là quay lại nghề cũ, bán đồ, bán quần áo thêm. Chứ bây giờ bán hàng ăn thì nó vất vả, phải dậy đi bán từ lúc 4 giờ. Nhiều khi mình dậy sáng mình sợ ngủ quên, mình 4 giờ kém mình phải dậy rồi. Mà nhiều khi á, tối 7 giờ phải dạy con học bài, lẽ ra cái giờ đó mình phải đi ngủ để sáng mai mình mới có sức khỏe mình dạy. Nhưng mà giờ đó mình ngồi không dạy bài con được vì quá buồn ngủ đi. Chưa có khi không ngủ mà sáng phải dậy sớm. Cho nên buộc là bây giờ chắc có khi là chị sẽ thay đổi. Tại vì chẳng qua là mình mưu sinh mà, cho nên là chẳng qua là mình cảm thấy là làm thế nào để mình không bị đói trong những cái lúc mà xã hội khó khăn. Chị chủ yếu là coi là thời sự là chủ yếu, là chị thấy là chị mới ở nước ngoài thôi là mình cũng thấy cũng kinh khủng, nhưng mà từ khi mà nghe là đã lọt qua Việt Nam là mình thấy cũng sợ. Nhưng mà cái lần đầu tiên á, cái đợt dịch thứ nhất á, là mình thấy rất là lo. Cho nên nhà nhà người người ai cũng phải lo là mua đồ ăn đồ uống rồi dự trữ hết trong nhà hết á, hoang mang. Khẩu trang giá bao nhiêu cũng mua hết, găng tay giá bao nhiêu cũng mua hết, làm bằng mọi thứ, từ vì nhà mình có trẻ con, bằng mọi giá là mình phải bảo vệ sức khỏe cho con, cho gia đình ha. Hoang mang, rất là hoang mang. Đồng lương nó cũng rất là bấp bênh, mình lo chứ. Tại vì chị mới sinh cái đứa sau á, nó chuẩn bị đến cái giai đoạn là nó phải đi học, là mình có thể làm ăn được trở lại. Chuẩn bị cho nó đi học, đợt dịch cái đến trở tay không kịp luôn. Tại vì trước đó là có để một ít tiền để khi mà con nó trở lại trường thì mình dùng cái vốn đó để mình làm ăn. Nhưng mà người tính không có bằng trời tính, mình lại sử dụng cái tiền đó để mình gọi là trong cái thời gian giãn cách xã hội chỉ có ngồi tiêu tiền, khiếp, kinh khủng. Nhưng mà thôi kêu thôi, bây giờ sức khỏe sinh mạng là con người là trên hết, cho nên là không nghĩ gì về cái chuyện đó nữa. Mình chỉ nghĩ là mong là cho nó qua cái cơn dịch đó vậy thôi. Nhưng mà vài tháng sau nữa lại thêm một đợt dịch như vậy nữa, mà hơn hết nữa là cái đợt dịch thứ hai là trên địa bàn Đắk Lắk có cái trường hợp đó,
là càng run nữa, ngay cái trạm y tế luôn, ngay cái biển, ngay cái con đường này luôn, ai đi ngang qua cũng sợ hết, vì khu vực có người bị á, cho nên là sợ hơn. Thứ nhất là tâm lý sợ hơn, nhưng mà cái thứ hai nữa là về cái hiểu biết, là mình là hiểu biết hơn, không hoang mang như cái đợt trước nữa, cho nên cũng cảm thấy yên tâm về cái, về ví dụ như mình muốn đi gặp hàng xóm, mình thấy mình cũng biết cách làm như thế nào, chứ không phải như đợt trước không có giao du, không gặp ai, không tiếp xúc với ai hết đó. Nhưng mà một cái vấn đề chị thấy ái ngại nhất đó là nhà nước, địa phương bảo người dân đó là trong thời gian giãn cách ly xã hội tránh tụ tập đông người, rồi ví dụ như một số nơi làm những cái công việc mà không quan trọng thì không có được hoạt động, chỉ có ở nhà thôi. Nhưng mà chị thấy là cái vấn đề này á, nói bằng miệng á, thì ai cũng nói được hết á, nhưng mà phải hành động thiết thực thì cái cuộc chiến chống dịch của mình nó mới tốt được. Ví dụ điển hình, một cái địa phương bảo người dân bớt ra ngoài, nhưng không cho người ta việc làm, không, nói chung là không có một cái chính sách gì hỗ trợ, thì làm sao người ta yên tâm ta ngồi trong nhà được, buộc người ta phải ra ngoài. Mà buộc người ta phải ra ngoài ấy, thì mà cái mức độ, theo chị nghĩ cái mức độ mà nếu mà lỡ mà có bị nhiễm ấy, sẽ rất là cao. Trong địa phương hoặc trong tỉnh, hoặc là một cái chương trình quốc gia gì đó, mình muốn đề nghị người ta một cái gì đó là mình phải có, gọi là mình phải có một cái giải pháp cho họ, thì cái đề nghị của mình mới thành công được. Ví dụ như một số thương gia, một số nhà có điều kiện thì người ta không nói rồi, tại vì kiểu gì người ta cũng có tiền người ta tiêu. Nhưng mà cái số bên cạnh nghèo, số cái tỷ lệ nó chiếm rất là nhiều, biểu ngồi trong nhà đi, trong nhà tôi ăn bằng cái gì, tôi sống bằng cái gì mà cứ biểu trong nhà đi, làm sao mà em có thể điều cán bộ công an, lực lượng bộ đội ngồi canh họ được. Muốn họ tương tác tốt với mình là mình phải có một cái, gọi là một cái giải pháp, mình phải cho họ một cái giải pháp, gọi là hai bên cùng lợi. Chị thấy trong cái đợt dịch này là nói chung là có một cái tích cực là vì là mình có cái thời gian giãn cách xã hội, mình có cái thời gian mình sống với con người thật của mình hơn, có thời gian là chăm sóc gia đình hơn ha. Mình ngồi ngẫm lại những cái việc gì mình làm được, mình chưa làm. Còn bình thường là ai cũng đôn đã, là cứ chạy theo công việc mỗi ngày. Nhưng mà có một cái điều không tích cực, đó là nó vì là các ngành nghề nó bị ảnh hưởng, cho nên là mọi sinh hoạt, mọi ngành nghề nó kéo theo. Ví dụ như là con người không có việc là sinh ra là bực bội, tức tối. Riêng nhà chị như là con nó không đi học, nhưng mình những cái 2 tuần mình chăm sóc con mình thấy cũng rất là mệt. Con nó phải học trực tuyến, mình phải ngồi kèm học. Nói chung là mình cũng không phải là kỳ thị, nhưng mà vì là dịch bảo vệ cộng đồng, mình cũng không dám tiếp xúc với hàng xóm nhiều. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa là cái mục tiêu mà để giãn cách xã hội này nó cũng lâu, chứ nó ảnh hưởng đến tâm lý. Trong nhà mà 2 ngày thấy kinh rồi ha, đây 2 tuần, nửa tháng 14 ngày là thấy cũng ảnh hưởng tâm lý, có nhiều người bị stress thần kinh. Còn là đi chợ thì đi một ngày mà ăn trong một tuần, hoặc đi cho 3-4 ngày gì đó, nói chung là cũng hạn chế đến mức có thể. Theo chị cảm nhận, nếu như chính phủ và nhà nước không có cái giải pháp, thì thay vì ví dụ như mà để điều trị cho một cái bệnh nhân COVID tốn khoảng bao nhiêu, thì trước khi mà để điều trị cho một cái bệnh nhân COVID thì ta lấy cái tiền đó ta đi thẳng xuống những người dân nghèo đi, để cho họ yên tâm trong nhà, chắc chắn họ không ra ngoài, thì nó sẽ tốt hơn. Và không những cái dịch này đâu, những cái dịch khác kinh khủng hơn sẽ được dập tắt.